bạn hỏi bỏ miền chỉ mình tỏ tiền đấy cứ tẹt tô cho mùi nắng và cả lụi rồi dồn và rồi dồn cam rồi làm mùi cương trở bàn chào lui bị rồi tiền đi phun pin tại trở bàn mà cha rồi dồn cho GPS tạm đan đăng smart cái ao chập luôn bàn nơi non khai cầm bùng chân rồi dồn làm mùi cương trở bàn smart cái rồi khơi mình tỏ bị chào bàn lui và bị rít chân đi phong pin vô từ lẽ tục nơi khai cầm bùng chân năng hai trở ban mà cha rồi dồn rồi khơi tam propon và đo tổng nơi cư propon GPS và đăng mọc sở mặt tài cách sọc rồi liếp y ao stẹt chạp ban phim phim bóng đài cả nơi này bằng crap trao lụi rồi dồn kháng lưu ni bàn thua lăng nơi bực ngay tìm một phây pi khai thân nu chân năm phí bóng đồng bốn nơi khăn nông phùm trang cần đàl nơi khăn nông phùm xung tố bà nơi khăn nông khôm sài thơm ấy sọc rồi liếp y khai cầm bóng chân năng lụng dâm sở phòl ni phân hai bóng mặt toàn cô ba sọc rồi liếp y bàn ở đằng thang bọn tòa bì tự tuột bàn bị bọn đăng bì cổ rộng cổ xa rộng bò mà cha rộn dân rùi hói lúc át tì ca bàn bàn chìa bà tam bò hòi cho stẹt nơi tam cổ rộp cho lọ hò lúc nơi bèl vì liêm mau bà mùi nâng xa xa pram nịt tì bật ngay tìm bà phê bì khai thân nô chân nam bì bọn đồ bồn ní mà cha rộn dân bàn bọc đo nâng bàn hà xa mạng tư kích làng chì khăn nông rộn dân chì mùi bọn tòa mọc bàn chọc hai cơ bản rô khơi rốt dân đài trời trao lùi nút chốt nơi bị kia rao tiết và chìa bà rốt đài chú mô phuông sống tố bà phuông phuông sâu ế đó bà cứ sống tố bà cứ phuông sâu bà đài rô nơi khăn nông phuông khôn khẳng lử hai prôm tiên bà khót khá luôn ở chôn xong say bà đài chì nẹ bà bò rốt dân dùng ọc nha nâng mà chạp tiết kháng lử đài trao chi bù rồi bò chôn sáng say rì ai chôn bà sáng say rung ni xe mạng tài kết mình ạ chờ prap ạ tạ xa nhàn ở đăng bàn ở lòi tí bùa cầm bông thì thư ca sáu chí rưu bẩn tò rôk bạc bụ ở kê bẩn tò tiệt kì rôn tay bằng hào bài đăng thá chi nẹ bạc bò rồi dùn ai nẹ thông bà nẹ nơi khu nông ở đi tình đi phụng bình đời lại mà cha rồi dân chlam posco đây là bẹ sạt lấy phần ông pin pg mà thầy cột son pram miền trung mùa tăng háo ayu sam sợ bay chín năm ruộng nơi khôn ông phum san chơi sừng cát cả cáp khăn po san chơi đi tận đi phần pin lục tâm chân thi antica nó cô ba sọc rồi liệp y ba nãy đang thả và đây là ba nãy đang đại quan ở chín nhận đặng nom sầm mặt cái cho bọn cao cả ở đây càng lớn ní và nơi giúp tiếp lưu nơi thường ngày tìm một phê bí khai thân nô chân nam bí bọn đọc buôn lục bàn tổ tùa tù sáp bí kỳ rộng cổ xa mà chạc rột dân kháng lưu và đăng tháp miên trao luôn dục rột dân ở mỗi cường mà càm rì chlam bó sko bí rì tình yêu nông bình hào ý kỳ bàn chốt bọn bọn chì bí ế khơi rột dân đã trao luôn nô lẹ tục nơi mà đông phân nông dân tù đã xông ai xa mạng tự kích và lục chui ơn ra công phong phim phim nụ phong đài lô của bàn chặt cầm lăng tam po cho stẹt bà cổ lâu lùng khăn ông phùm xong tố bàn ở khăn ông khung sài thơ mây nâng cầm lăng mua chùm đôn tiết cho rộng mơ tam tiết và chìa bà rốt hai của bàn ở rô khư rộn dân đài chào lụi nụ lẹ tụng nơi kia rào tiết rồi bỏ chú mua uôn post bà xong tố bà uôn uôn sổ bà xong tố bà cứ uôn sổ po ở đâm và đại sản thất nơi khu nông phùm và trang cận đào khôm sài thơ mây nơi vì liêm mong và mùi nâng sài sạp ràm này tì phong đài tại rừng dân nô trời bàn kỳ rộng trao bàn đọc sạc lệ liện tục bà tử hỏi phùm tiêng bàn rù rực sài phương chỉ tràn nơi kỳ rộng trình cốt phong đài mà chắc tiêng nâng chôn xong sài kháng lưu nâng vật thổ tăng trời bàn ở xa mạng tư kích bình chôn một căn hạt tế ca là than nó có ba sọc rồi liếp ý đảm bây ở cầu xa xong nông rưỡng và chôn khuôn tất cả nông cả tháng nó có ba khách đảm bây thuốc ca sẵn chí đưa ở rộng chôn xong xay môi chùm nôn tiết đài chỉ bạc bụi cho lụi rồi dân khẳng lưu ni và ở côn phụ mạng phụ ôn thì cứ chì bỏ ra miên và tệ tông cho môi nâng ca lụi rồi dân và chẳng là ni cứ chì thả ca một ca thamay môi đài dân tượp tại thả tù bàn bỏ ra miên đòi xa tại mà cha rồi dân quạt ở bàn prapra nơi ở bàn GPS nằm bay khảo thác GPS tracker nó và lâu nay cứ ở đâu khởi mền
បាទអញ្ចឹងគឺគាត់លួចតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញគាត់យកមកលាក់ទុកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯណេះដែលគាត់គិតថាយកមកអញ្ចឹងទៅបានសម្រាប់ហ្នឹងណាបាទតែមិនដូច្នេះទេដោយម្ចាស់រថយន្តគាត់បានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ GPS ហើយក៏បានរកឃើញថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយក៏មានការសហការជាមួយនឹងបាទអាជ្ញាធរក៏បានចុះទៅបង្ក្រាបបាទក៏ដូចជាទៅឃាត់ខ្លួនអ្នកដែលបើករថយន្តយកមកទុកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយនឹងវិលមកជួបគ្នាក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទ